Là sản phẩm cực kỳ hot Dell Dell 3501 bản chuẩn nhập từ Mỹ. Anh khách hàng quen cái phiên bản này chị chuyển về Thiên Hiền quán cà phê Landhouse. Đó anh vừa lấy tuần trước chiếc i3. Đợt này anh lấy chiếc i5. Anh em vào việc luôn, có nghĩa là do tính chất công việc anh không dịch chuyển được hoặc là anh lười đi thì chịu, anh không qua lấy thì anh em khui ra sẽ để nguyên tình trạng, sẽ ghi lại cái tình trạng máy của anh nguyên niêm phong như này. Đây, máy vẫn còn nguyên niêm phong nhập khẩu bên Mỹ. Thì bên mình thì cũng đã làm về con này rất là nhiều rồi, mình gọi là giới thiệu qua về cấu hình thôi. Con này là ba Dell 3501 màn hình 15,6 inch Full HD, chip là Core i5 thế hệ thứ 10, RAM 12GB và SSD 256GB, Win 10 Home bản quyền. Và bên này nó sẽ viết tắt của máy. Đây. 3H7VQF3. Đó. Rồi, vào việc của em. Thì cái số CVT anh em vừa vừa chia sẻ nó giống như cái số căn cước của em cứ khui bình thường đấy. Khui nhá. Đó là cái số đấy các bạn mà đưa vào website của nhà sản xuất là ra được toàn bộ thông tin máy. Thì do anh em hay sâu cho khách hàng biết như vậy. Tránh tình trạng thùng một kiểu máy một kiểu hoặc là đóng lại. Đấy, mông má lại. Thì là bên mình sẽ không làm chuyện đấy, hàng nó lắp không làm chuyện đấy. Nên là ghi rõ là tặng luôn 300 đô nếu mà phát hiện công ty bán hàng ngoại hai treo đầu dây bán thịt chó mông mà bán không bao giờ nguyên bản nhập từ Mỹ về như vậy. Rồi quay lại chủ thể chính thì sau 1-2 cuộc điện thoại trao đổi thì đang chốt hạ chiếc này. Mục đích là làm về âm thanh, về giải trí. Anh ấy vào cái phần mềm ghép nhạc, chỉnh sửa nhạc audio media cho anh thì mình đoán vậy thôi. 3501. Với cái cấu hình này anh em có thể xử lý tốt được cái công việc đồ họa 2D nhé, làm video. Tại vì trước đó là mình dùng phiên bản đời trước của model này là cũng Core i5 mà RAM 8GB 12 này, mình làm video 4K được, đó. Xử lý nhạc Photoshop thoải mái. Tình trạng máy mới 100%. Con này màn hình rất là viền màn hình rất là mỏng. Rồi, ok vào việc luôn em khui ra luôn cho anh ấy là cần gấp. Rồi, Thì ok. anh em mà muốn xem chi tiết, thực ra cái video này là để trả cho khách thôi, khách không tới khui được thì biết là máy như thế nào. Cho anh em ở xa tin tưởng rồi một chuyện, nhưng mà mình cứ nhìn thấy cái sản phẩm của mình là mình sẽ yên tâm nhất. Đó, tình trạng sản phẩm như vậy. Còn chi tiết anh em quan tâm thực sự ấy, thì vào trong link website, bỏ thời gian một chút vào đấy xem chi tiết luôn. Đi nhanh là con này có đầy đủ kết nối cho anh em hiện tại. Rồi, mời anh em tiến hành cài đặt có sẵn Windows bản quyền, bung Win thôi, bung Windows. Cái giá trị của hàng Mỹ về nó khác cái hàng khu vực châu Á về là vậy. Để chiết khấu và giá rẻ thì người ta một số đơn hàng người ta còn không lấy Windows về tự cài vào, cài Win lậu, crack vào. Còn Mỹ là bắt buộc phải có Windows bản quyền, không bị phạt ngay. Những cái khác thì mình có thể cài thêm được Office hoặc phần mềm gì đó. Bên anh em tiến hành bung máy chạy anh khách luôn. Giao về quán cà phê Land House Thiên Hiền. Model này cũng không còn nhiều. Anh em quan tâm thì lấy sớm. À, anh ấy nhờ cài cho anh cái phần mềm ghép nhạc gì ấy. Ít nữa anh gửi cái anh qua cho em xem có crack được thì crack cho anh ghép nhạc cài đầy đủ bộ văn phòng, còn cái kia em hỗ trợ được thì tốt. Ok. Hi there, I'm Cortana and I'm here to help. Cảm ứng luôn cả. Cảm ứng mà. Ok nhỉ. Chip i10 có cảm ứng. Rồi, Còn cảm ứng lên luôn. 11 thì sẽ không lên được cảm ứng. Nhiều cấu hình quá giờ chả nhớ nổi nữa. Con nào cảm ứng con nào không.